Đầu tiên xe chưa nhỉ? Xe rồi đúng không? Vâng. Đầu tiên là ta sẽ vào tài khoản quảng cáo của chúng ta như bình thường. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến cái phần đối tượng, chọn đến cái phần đối tượng. Ok, nhìn thấy chưa ạ? Đối tượng trong tiếng Anh nó chính là audience. Audience, audience tức là đối tượng mà chúng ta sẽ xem quảng cáo, chúng ta chạy quảng cáo. Rồi. Đấy, chúng ta bấm vào đối tượng. Thế thì chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi như sau này. Thứ nhất là chúng ta có cần phải làm remarketing hay không? Và làm remarketing có tác dụng gì? Thì ở đây nhá, là nếu như chúng ta có những cái chiến lược chạy quảng cáo hướng tới những đối tượng khách hàng mà họ đã xem trên fanpage của chúng ta, thì để chúng ta tăng được cái chất lượng quảng cáo lên một chút. Để chúng ta tăng cái chất lượng quảng cáo lên một chút. Đây, thì chúng ta sẽ chọn nó có đối tượng tùy chỉnh, đối tượng tương tự, đối tượng đặc biệt và đối tượng đã lưu. Thì đối tượng đã lưu chính là cái đối tượng mà khi mà mình chạy đối tượng mới, sau đó mình đặt tên cho cái tệp đấy, là đặt mình lưu nó lại là giống như là khách hàng nhôm 1 hay là khách hàng điện thoại 2 hay là khách hàng trang sức bạc 3. Đấy là cái cách mình đặt tên để sau này mình chọn lại mà không phải mất công nhắm 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 nữa, nó mất công ra. Đúng không ạ? Nó mất rất nhiều cái công sức ra. Thì cái phương pháp như vậy người ta gọi là đối tượng đã lưu. Thì cơ bản là chúng ta sẽ không liên quan đến phần đối tượng đã lưu. Đấy, cơ bản là chúng ta sẽ không liên quan đến phần đó. Thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến phần đối tượng tùy chỉnh và đối tượng tương tự. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy khi chúng ta chọn vào đối tượng tùy chỉnh, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là thứ nhất nó có là nguồn của bạn này, nguồn trang web này, nguồn danh sách khách hàng này, nguồn hoạt động trong ứng dụng này, nguồn hoạt động offline này. Còn nguồn của Facebook thì nó có là nguồn video này, mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng này, đấy, trải nghiệm tức thì này, mua sắm này, tài khoản Instagram, sự kiện và trang Facebook, bài niêm yết trên trang Facebook. Đấy. Trang Facebook và bài niêm yết trên trang Facebook. Vậy thì bây giờ ta sẽ làm từng thứ một. Những thứ này là cái gì? Nha, ta sẽ làm từng thứ một và những thứ này là cái gì? Thứ nhất là trang web. Nếu như lớp mình muốn chạy quảng cáo remarketing đến đối tượng là trang web thì bước 1 là các anh chị phải có website. Bước 1 là phải có website, ok. Bước 2 là các anh chị phải gắn pixel Facebook vào website của mình. Tại sao phải gắn pixel vào vào web? Bởi vì nếu không gắn mã pixel vào mình không thể theo dõi được. Và mình không thể biết được là ai đi vào page của mình không thể biết được và ai không đi vào page của mình. Đó, vào web của mình. Và dữ liệu như vậy mình không ấy được. Dữ liệu như vậy mình không không thể nào mà mình đảm bảo được cái dữ liệu mà chúng ta theo dõi và chúng ta biết đấy là ai đang truy cập vào. Đấy. Bình thường ấy, nếu mà mình không gắn pixel ấy, thì một người người ta vào một trang web ví dụ như thế này. Bây giờ người ta vào cái trang PA Marketing của tôi. Đấy, sau đó người ta đi ra. Thì tôi không biết được là ai đã vào. Tôi không biết được ai đã vào và ai đã ra. Tôi không biết được. Đấy. Tôi sẽ mất cái khách hàng này. Thế nhưng mà vì tôi gắn mã pixel vào web cho nên là vừa rồi có một cái nick Facebook đã vào web của tôi và nó được lưu lại và tôi có thể chạy quảng cáo để remarketing, tức để tiếp thị lại cho cái người này. Đấy. Để tiếp thị lại cho cái người này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mã pixel nó có một cái nhiệm vụ đấy là nó sẽ theo dõi và lưu trữ data khách hàng khi truy cập vào web. Đó. Và
nó sẽ lưu lại thành một tệp tin, đấy chính là tệp đối tượng khách hàng tùy chỉnh. Ok, diễn giải là như thế nhé. Thì bây giờ sẽ hướng dẫn cách làm. Lớp mình ở đây thì có, tôi nghĩ là hầu như mọi người đều không có web và mọi người sẽ không sử dụng các phương pháp remarketing bằng web này vì không có. Thế mình mà kinh doanh dài hạn, mình mà kinh doanh dài hạn thì sử dụng cái phương pháp này tốt hơn, đúng không ạ? Đấy. Thí dụ như là web của PA Marketing này, nên để đó đây ạ. Đây họ có một cái thông báo này: quy mô đối tượng tùy chỉnh từ trang web của bạn có thể giảm do không bao gồm một số người dùng thiết bị iOS 14.5 trở lên. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng đối tượng này làm đối tượng tương tự thì quy mô đối tượng tương tự sẽ không bị ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là khi mà ai mà dùng dùng iPhone mà cài hệ điều hành 14.5 thì Facebook không lưu trữ được. Đấy, Facebook không lưu trữ được, mà hiện nay tỷ lệ sử dụng cái con số này thì lại rất nhiều. Đấy. Tỷ lệ sử dụng này là nhiều. Cho nên là nếu mà họ truy cập bằng 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 điện thoại Android thì lại ok. Họ truy cập bằng máy tính thì vẫn ok, vẫn lưu được. Đấy. Đây ạ. À, mình có thể chọn này, bao gồm này, bất kỳ hoặc tất cả này. Nguồn là pixel của Hải Ánh này. Đấy, thế thì màu này nó nhìn nếu mà chúng ta nhìn thấy màu này màu đỏ. Đấy, màu đỏ có nghĩa là mã pixel này chưa gắn vào website nào cả. Đấy. Sự kiện này chúng ta chọn này, tất cả truy cập web này hoặc là truy cập một cái đường link cụ thể này hoặc là theo khoảng thời gian cụ thể này. Thế thì một cái trang chủ đây ạ, một cái trang chủ thì nó gọi là tất cả những khách truy cập. Chẳng hạn bạn vào cái trang này. Bạn lướt link này. Đấy, bạn lướt link này. Đấy, ví dụ như thế. Hay bạn vào link này. Rồi, xong đó bạn đi ra. Bạn đi ra có nghĩa là sao? Bạn đi ra có nghĩa là lúc này nếu như bạn muốn theo dõi một link cụ thể thì bạn có thể vào một cái link khóa học vừa rồi. Đấy, còn nếu như mà bạn chọn một cái ví dụ như là tất cả các khách hàng đã truy cập vào web thì họ vào bất kỳ trang nào thì cũng đều lưu được. Tại sao nó lại phải chia như vậy? Bởi vì có những cái web nó có một cái lượng sản phẩm rất là lớn. Đấy, thế thì người ta muốn chia nhỏ từng đường link nha, chẳng hạn như là chạy iPhone thì riêng iPhone, chạy MacBook thì riêng MacBook, chạy hệ điều hành Android thì riêng hay là Samsung thì riêng, thì mỗi một cái như riêng như vậy nó chính là một cái đường link, một cái trang web cụ thể. Đấy. Nó chính là một cái đường link, một trang web cụ thể. Được chưa ạ? Tiếp tục. Thế bây giờ mình ví dụ như mình chọn ở đây. Mình hỏi là giữ chân 30 ngày, giữ chân là cái gì? Cái khoảng thời gian khi khách hàng truy cập vào trang web và sau đó thì họ họ được lưu trữ lại. Thí dụ như ngày hôm nay là ngày 25 tháng 9. Họ vào thì họ sẽ được lưu thông tin lại cho đến tiếp theo là 30 ngày hay là 60 ngày hay 90 ngày là do các bạn quyết định. Có hiểu không ạ? Khánh có hiểu không? Em chưa để ý cái đấy ạ. Tức là nhá, khi mình chưa gắn pixel vào web, hiểu chưa? Thì mình không lưu được, đúng không? Nhưng khi mình gắn pixel vào web rồi thì kể từ ngày hôm đấy, mình sẽ lưu được dữ liệu của những người vào. Ví dụ như em có một trang web, thì thầy vào,
thì Facebook sẽ lưu được cái dữ liệu lại. Với điều kiện là thầy phải sử dụng các thiết bị khác mà không xài iOS 14.5. Nhưng mà rất tiếc là thầy đang xài iOS 14.5. Nếu mà thầy vào bằng điện thoại di động là em không lưu được. Nhưng mà thầy vào bằng máy tính thì em sẽ lưu được thông tin của thầy. Và em có thể lưu dữ liệu này trong bao nhiêu ngày, đấy là quyền quyết định của em. Đó chính là phần giữ chân. Nghe ra chưa? Rồi. Thì có những cái sản phẩm mình nên lưu trữ từ khoảng độ 2 đến 3 tháng, cũng có sản phẩm mình lưu trữ cả năm. Đấy. Còn cái sản phẩm nào mà nó ví dụ như hàng tiêu dùng chẳng hạn thì mình không nên lưu trữ lâu. Nhưng mà những cái mặt hàng mà ví dụ như bất động sản mình có thể lưu trữ khoảng 3 tháng, ok. Tức là nếu như mình chạy quảng cáo thì trong vòng 3 tháng họ vẫn có thể nhìn thấy cái quảng cáo đó. Còn mình lưu trữ trong 30 ngày thì ngày thứ 31 là cái phần mềm, cái pixel này nó sẽ đá văng ra, nó không cho cái thằng đấy ở trong cái data nữa. Mọi người hiểu chưa ạ? Đúng. Sau mình đặt tên đối tượng, ví dụ ở đây là chẳng hạn như là đối tượng web là PA marketing. Đấy, mình có thể tạo ra PA marketing, nhưng mọi người để ý đây là cái màu này là màu đỏ. Màu đỏ này có nghĩa là pixel này chưa hề gắn. Và nếu chúng ta phải lấy mã pixel này chúng ta gắn vào web rồi thì nó sẽ ra pixel màu xanh. Và lúc này mình sẽ chọn được. Đấy. Rồi, phần này tôi sẽ giảng lại một lần nữa để tôi chuyển sang phần khác này. Thứ nhất là remarketing, tức là tiếp thị lại. Tiếp thị lại là nó phải có phần trước đó đã gặp nhau. Vậy phần trước đó đã gặp nhau chính là phần nào? Chính là phần truy cập vào web. Bạn truy cập vào web là được một lần, thì lần sau tôi chạy quảng cáo lại cho bạn thì mới gọi là tiếp thị lại. Đấy. Và muốn chạy cái dạng mà chọn nguồn đối tượng điều chỉnh mà là đối tượng trang web này thì bắt buộc mọi người phải có website. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, mọi người phải gắn mã pixel của Facebook vào web. Vậy thì cái mã pixel của Facebook là cái gì? Đúng không ạ? Nó là một đoạn mã theo dõi. Ở đây có ai có biết về Google Analytics không ạ? Có ai biết về Google Analytics không? Nó phải gắn vào web nó mới theo dõi được. Ta sẽ sang phần tài sản. Đây. Nó hỏi là pixel của một cái tài khoản. Mỗi một cái tài khoản quảng cáo nó đều có một mã pixel nhá, tự nó có. Đấy, Facebook nó cung cấp hết cho mọi người. Đây ạ. Đấy, nó hướng dẫn mình là chọn cách cài đặt mã pixel mà bạn muốn, ví dụ tự cài hoặc là dùng đối tác tích hợp. Ví dụ như mình xài WordPress thì mình gửi cái này phát là WordPress nó sẽ tự cấy vào cho mình. Đấy, còn nếu không thì mình sẽ đưa cho cái người làm quản trị web mình đưa đây. Nó dạy mình là gì? Mã pixel là một đoạn mã JavaScript được thêm vào phần tiêu đề của trang. Đấy, pixel này gồm hai phần là mã cơ sở và thẻ sự kiện. Đấy, thì mình ở đây mình copy cái mã này, sau đó mình gắn vào web đó. Và khi gắn được vào web rồi thì Facebook có quyền theo dõi những cái người người ta truy cập vào web của mình. Và sau đó nó lấy dữ liệu đấy để nó làm cái remarketing và nó làm tối ưu cho cái quảng cáo của nó. Rồi. Nó báo là 10 phút nữa sẽ hết Zoom. Ok.
Như vậy là mọi người đã hiểu rồi chứ ạ? Thế dùng dùng nhiều nhiều map pixel của nhiều page cho vào một web vẫn được chứ đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Mỗi một tài khoản quảng cáo nó sẽ có một mã pixel, nhưng vấn đề ở chỗ là mình cũng chỉ cần đến một mã thôi. Mình cần làm gì nhiều mã để cho vào làm gì cho nó phiền ra. Đúng không? Một mã À, pixel vâng. này có thể gắn vào nhiều web để theo dõi nhiều web, ok. Chứ còn mình không nên dùng nhiều mã để theo dõi một web, bởi vì kết quả là như nhau. Anh Duy hiểu không? Rồi 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 em hiểu. Đấy. Thế thôi, thế sau đó thì mình tạo ra cái tệp như vừa nãy tôi hướng dẫn. Và khi tạo ra xong tệp thì mọi người nhớ này, thằng Facebook nó cực kỳ khôn. Đúng là không ai khôn bằng nó. Tất cả những cái nguồn tùy chỉnh này, tất cả những nguồn tùy chỉnh này mình tạo ra nhá, thì đều, tất cả những nguồn tùy chỉnh này mình tạo ra thì đều phải chạy quảng cáo thì mới có tác dụng. Tức là nếu mình không chạy quảng cáo thì phần remarketing này không có tác dụng gì. Không có tác dụng gì. Đấy. Tiếp tục. Trong phần danh sách khách hàng. Cái phần danh sách khách hàng này là như thế này. Ở đây là vấn đề ở chỗ là mình phải tạo ra trình quản lý doanh nghiệp nha, phải nâng nâng cái tài khoản quảng cáo của mình là đang tài khoản cá nhân lên trình quản lý doanh nghiệp. Nếu mọi người sử dụng trình quản lý doanh nghiệp là không thì mới chạy được cái dạng này, còn nếu không thì mình sẽ không chạy được cái dạng này. Đấy, vì sao thì Facebook có quy định như thế, có thế thôi. Vậy thì bước 1 là mình phải nâng lên thành trình quản lý doanh nghiệp. Bước 2 là mình sẽ có data số điện thoại của khách hàng. Có data số điện thoại của khách hàng. Thế thì bước 3 là mình sẽ up cái data số điện thoại của khách hàng lên. Tất nhiên là mình up là sẽ phải up đúng với một cái chuẩn của Facebook nó quy định. Đó là định dạng .txt hoặc là .csv. Đây là định dạng dữ liệu. Sau đó mình đưa lên thì Facebook nó sẽ quét nha. Cái cách này nó làm như thế này. Cái cách này nó làm như thế này. Thứ nhất là mình giả sử bây giờ ví dụ như là anh Duy có một cái data 10.000 khách hàng đã từng mua nhôm. Đấy là nói thí dụ thôi. Và bây giờ anh có một cái mục tiêu là anh muốn chạy quảng cáo Facebook cho 10.000 cái data khách hàng đã mua nhôm này. Thì câu trả lời chính là chạy quảng cáo remarketing nhưng chọn nguồn đối tượng là danh sách khách hàng. Đấy, nha. Bước 1 là nâng trình quản lý quảng cáo của mình lên dạng là trình quản lý quảng cáo cá nhân lên thành trình quản lý doanh nghiệp. Bước 2 là copy data của mình theo chuẩn, đưa vào ví dụ file .txt. Mỗi một dòng là một số điện thoại, mỗi một dòng là một số điện thoại. Ví dụ có 10.000 số điện thoại thì mình copy paste vào, nó giống như Excel ấy, là một cái dòng vứt vào file .txt hoặc là .csv. File này Facebook nó cung cấp file mẫu cho mình. Mình chỉ việc bắn dữ liệu vào thôi. Thì sau đó mình upload lên. Mình upload lên thì cái cách thằng Facebook nó làm là gì? Upload lên thì cách thằng Facebook làm đấy chính là thứ nhất. Nha. Thứ nhất đấy chính là mình sẽ làm gì? Mình sẽ Facebook nó sẽ quét cái dữ liệu số điện thoại. Thí dụ như là ông Phan Anh, ông có số là 0989 623888, đúng chưa? Thế ông có cái số như vậy thì Facebook nó sẽ quét cái dữ liệu số điện thoại này và nó khớp với một cái Facebook, một cái địa chỉ Facebook là facebook.com/phananhonline. Đấy, nó có một cái địa chỉ như thế. Và trên cái địa chỉ Facebook này là có dùng số điện thoại này. Vậy chạy quảng cáo đến số điện thoại 0989 62388 thì tương ứng là được chạy đến một cái Facebook có chứa cái số điện thoại này. Vậy nó sẽ đặt ra một câu hỏi là có những số điện thoại không có Facebook
và có những số điện thoại có Facebook thì như thế nào? Thì rất đơn giản thôi, là Facebook nó sẽ quét và ai có thì nó đưa vào tệp, ai không có thì nó vứt data ra. Vì vậy nếu như anh Duy, đây là đang nói ví dụ đúng không, anh Duy đưa lên 10.000 số điện thoại nhưng mà data anh Duy khớp được có khi chỉ là 3.000, cũng có khi lại là 4.000, 5.000, chúng ta không biết được cái con số đó, đúng không ạ? Chúng ta không biết được, bởi vì quét dữ liệu có hay không có thì chỉ có Facebook mới biết. Đấy, hiểu vấn đề chưa ạ? Thế sau khi mình quét cái dữ liệu số điện thoại xong, nó sẽ khớp với một cái địa chỉ ID của Facebook. Thế thì nó sẽ đưa toàn bộ cái data đấy vào cái tệp khách hàng. Vậy thì đang từ 10.000 số điện thoại sẽ xuống còn 3.000 cái địa chỉ Facebook. Nhưng mà chúng ta không chạm vào 3.000 cái số cái địa chỉ Facebook đấy được đâu, chúng ta không chạm vào được, không chạm được. Facebook nó không cho mình làm gì cả. Không mở ra, không xem nó là ai, không xem được. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất đấy là chạy quảng cáo cho cái tệp đấy. Chứ nếu mà mình lại mở ra, mình lại thấy là thằng này thằng kia mình kết bạn, mình trò chuyện thì có khi lại còn ngon hơn. Rồi, hiểu cái phương pháp số 2 chưa ạ? Alo ạ? Cái đấy bắt buộc vẫn phải tài khoản Facebook cá nhân của mình là phải lên thành doanh nghiệp mới được, đúng không thầy? Đây này, anh nhìn đây này, thêm tài khoản quảng cáo vào doanh nghiệp này đấy, để tạo đối tượng tùy chỉnh danh sách khách hàng bạn thêm tài khoản. Trước đây nó không bắt nhưng mà bây giờ nó cập nhật cái này khoảng độ 2-3 năm rồi, tức là nó bắt mình phải là trình quản lý doanh nghiệp thì mới được, kiểu giống như là nó muốn là mình phải chịu trách nhiệm về cái data đấy ấy, chứ không phải đi ăn cắp ăn trộm ấy. Giả sử sau này có chuyện gì xảy ra nó bị kiện tụng ấy, thì Facebook nó hay bị kiện tụng mà. Đấy, thế thì bước 1 nha, nếu anh muốn chạy nha, còn nếu anh không muốn chạy thì anh đừng lên. Đấy, hoặc là anh sẽ tạo một cái tài khoản quảng cáo khác mà có trình doanh nghiệp. Bước 2 là anh phải có data, số điện thoại. Thí dụ như đối với anh Duy mà làm nhôm, đây là thí dụ thôi, chẳng hạn như là bộ xây dựng nó cung cấp cho anh danh sách, những cái danh sách khoảng độ 10.000 cái nhà dân mà đang xin hồ sơ để duyệt để xây nhà mới, thì có phải là đúng đối tượng của mình cực ngon không? Vâng, đúng ạ. Đấy, cực kỳ đúng. Tức là bây giờ mình không có phải chạy theo kiểu là mưa rào để ai cũng dính nữa. Mưa rào là cái hình thức mà trước đây mình chạy đối tượng mới. Đối tượng mới Hà Nội, tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, sở thích, quen xong thì như vậy chính là hình thức mưa rào, thằng nào cũng dính, thì sẽ trong số những thằng đấy thì có những thằng là cần mua áo mưa. Thế nhưng mà đây nhá, mình chọn đến là giả sử đúng không ạ, bộ xây dựng nó cung cấp cho anh 10.000 thằng đang nộp hồ sơ để xin xây nhà mới, thế bây giờ anh chạy đến 10.000 thằng đấy anh bán nhôm, bán kính, bán gạch thì nó cực kỳ ngon. Đấy, cực kỳ ngon. Nhưng mà đấy là một cái ví dụ nó rất là tuyệt vời. Còn thực tế thì chúng ta cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Ok, thế thì ta sẽ lấy cái data số điện thoại đấy, chúng ta bắn vào một cái file tên là file TXT. File TXT trong bản Word ấy, mọi người mở cái phần mềm là phần mềm tên là Notepad. Notepad. Chuẩn bị một phút nữa là sẽ bị exit đấy nhá. Thì mọi người chú ý vào Zalo. Trên Windows nó có cái phần mềm Notepad, còn trên MacBook nó không có. Đó, nó có cái phần mềm Notepad này này. Thì cái phần mềm này là nó là tạo ra file .txt. Trên Windows nó có sẵn. Thì cứ mỗi một dòng mọi người để một số điện thoại là ok. Thế thì không phải là mình đi copy paste từng dòng vào, không phải đấy. Mình kéo Excel mà kéo duyệt một phát 10.000 file, 10.000 cột, 10.000 hàng, kéo duyệt phát copy sang, up lên. Nó quy định là mỗi một số điện thoại hay mỗi một dữ liệu là một dòng. Hiểu chưa? Nếu mình để vào hai số vào một dòng thì nó hiểu rằng đấy là một dữ liệu và nó sẽ không nhận ra được, không quét được. Đấy. Ok, nó sẽ exit bây giờ, chúng ta sẽ chuẩn bị đợi đi. Có câu hỏi về cái phần này không ạ?